tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Tuấn Liên và Hoàng Ngọc xin kính chào quý vị và hoan nghênh quý vị đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật trên kênh Culture Channel. Chương trình này được thực hiện bởi ban biên tập của tạp chí Culture Magazine, là tạp chí văn hóa song ngữ Anh Việt duy nhất đang phát hành tại Canada. Và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị bấm like, comment và share mọi khi theo dõi chương trình. Và đặc biệt là hãy đăng ký kênh, bấm vào nút subscribe ở phía dưới và bật chuông thông báo ngay kế bên để nhận được các bản tin mới nhất. Sau đây là một số các bản tin chính trong nước. Bác sĩ hàng đầu cho biết Canada không cần phải tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp. Charles muốn thêm 1,5% phí xử lý cho các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng vào mùa thu này chi phí hàng tạp hóa ở Canada có thể giảm khi báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy giá thực phẩm đã giảm. Lợi gồm hứa nhiều nhà ở giá cả phải chăng hơn trước chiến dịch bầu cử mùa thu. dodd tin tưởng hệ thống chăm sóc sức khỏe công nhưng chính phủ phải sáng tạo. Thẩm phán đình chỉ 2 mục của dự luật 96 của Quebec liên quan tới các bản dịch pháp lý. Rogers, Shaw đạt được thỏa thuận bán Freedom Mobile cho Quebec Ford. Bộ Y tế Canada thu hồi thịt nguội các lát của thương hiệu Crescent do lo ngại về vi khuẩn Listeria. Và sau đây, Hoàng Ngọc sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Bác sĩ hàng đầu cho biết Canada không cần phải tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp. Canada không cần phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với virus đậu mùa khỉ, giống như cách Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới đã làm, vì các cơ chế đã được chuẩn bị sẵn sàng để giải quyết sự bùng phát, bác sĩ hàng đầu của đất nước cho biết vào hôm thứ Sáu. Bình luận của Tiến sĩ Theresa Tam được đưa ra một tuần sau khi Hoa Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng để ứng phó với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu vào tháng trước. Bà Tam nói, trong một cuộc họp báo, có một sự khác biệt lớn về cách tiếp cận các cơ quan chức năng và nguồn tài trợ ở Hoa Kỳ so với Canada. Chúng tôi có những cách tiếp cận khác nhau vì các tỉnh có thể tuyên bố các cuộc khủng hoảng, tình trạng khẩn cấp ở cấp độ của họ. Bà Tam lưu ý rằng khi đại dịch COVID-19 lần đầu tiên tấn công Canada hơn 2 năm trước, đã không có tuyên bố nào ở cấp liên bang về tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng theo đạo luật khẩn cấp. Bà nói thêm, đối với bệnh đậu mùa khỉ, chúng tôi đã và đang làm tất cả những điều mà Hoa Kỳ đang làm, có thể huy động vaccine, có thể huy động phương pháp điều trị. Bà nói và cho biết thêm rằng chính quyền địa phương và tỉnh có thể linh hoạt trong các phương án mà họ có thể đưa ra. Tại Canada, tính đến ngày 10 tháng 8, 1059 trường hợp mắc bệnh đầu mùa khỉ đã được báo cáo trên toàn quốc, trong đó Ontario dẫn đầu về số trường hợp mắc với 511 trường hợp nhiễm, tiếp theo là Quebec với 426 trường hợp. Cho đến nay, đã có 28 trường hợp nhập viện, trong đó có 2 trường hợp nhập viện ICU do bệnh đậu mùa khỉ, nhưng không có trường hợp tử vong nào ở Canada. Bà Tam cho biết đã có một số dấu hiệu ban đầu cho thấy các vụ lây nhiễm đang chậm lại trong nước nhưng còn hơi sớm để nói trước. Telus muốn thêm 1,5% phí xử lý cho các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng vào mùa thu này. Telescope đang cố gắng thêm 1,5% phí xử lý đối với những khách hàng sử dụng thẻ tín dụng sau khi một vụ kiện tập thể đã mở đường cho những người bán thêm phụ phí bắt đầu từ mùa thu này. Trong một lá thư gửi cho Ủy ban Phát thanh Truyền hình và Viễn thông Canada, gã khổng lồ Viễn thông cho biết khoản phụ phí này nhằm trang trả chi phí xử lý mà các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng phải chịu lá thư tìm kiếm sự cho phép của cơ quan quản lý để thêm phí vào các tài khoản dịch vụ. Các đối thủ cạnh tranh của Telus là Bell, Roger và Videotron đã không trả lời yêu cầu bình luận. Trong một tuyên bố với báo chí Canada, Telus cho biết chi phí trung bình mỗi tháng sẽ là khoảng 2 đô la cho mỗi khách hàng và họ có thể tránh các khoản phí bằng cách chọn một tùy chọn thanh toán khác, chẳng hạn như thanh toán bằng thẻ ghi nợ, debit hoặc thanh toán một lần qua ngân hàng. Tellus, công ty có trụ sở tại Vancouver, cho biết khoản phí không áp dụng ở Quebec hoặc đối với khách hàng của công ty con Kudo. Công ty viễn thông sẽ có thêm phụ phí sau khi giải quyết vụ kiện tập thể với Visa và Mastercard để người bán có quyền chuyển phí thẻ tín dụng cho khách hàng bắt đầu từ ngày 6 tháng 10. Chi phí hàng tạp hóa ở Canada có thể giảm khi báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy giá thực phẩm giảm. Theo báo cáo của Tổ chức Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, Người dân Canada có thể thấy hóa đơn hàng tạp hóa thấp hơn khi giá thực phẩm giảm trong tháng thứ tư liên tiếp. Chỉ số giá FFPI của tổ chức nông lương FAO, chỉ số đo lường sự thay đổi hàng tháng của giá lương thực quốc tế trên thế giới đã chứng kiến sự sụt giảm liên tục với mức giảm tổng cộng là 13,3 điểm, có nghĩa là giá đã giảm trên toàn thế giới. Mặc dù Mức giảm FFPI trong tháng 7 là mức giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 10 năm 2008, tức là giá lương thực chung trên toàn cầu đã giảm, nhưng chỉ số này vẫn cao hơn giá trị của nó vào năm 2021 tăng 16,4 điểm. Điều này dẫn đến giá lương thực toàn cầu vẫn cao hơn năm ngoái, nhưng giá đã giảm theo xu hướng gần đây. Tiến sĩ Sylvain Chalobos của Đại học Dunhouse ở Halifax, một nhà nghiên cứu Canada và giáo sư về phân phối thực phẩm nói rằng mọi người hiện có rất nhiều khuyến mãi và các khoản giảm giá để mong đợi. Theo ông Chalobos, hóa đơn hàng tập hóa dự kiến sẽ giảm do xu hướng của tỷ giá, nhưng thị trường có thể sẽ không thấy sự thay đổi trong nhiều tháng tới. Các chỉ số cho ngũ cốc, dầu thực vật, sữa, đường và giá thịt đều đã giảm trong 4 tháng qua. Chỉ số giá rau giảm 19,2% so với tháng 6, đánh dấu mức thấp nhất trong 10 tháng. Liên Hợp Quốc cho biết, việc giảm giá là do giá dầu thực vật và ngũ cốc đã giảm theo tỷ lệ phần trăm lớn. Trong đó, thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian gần đây về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine là một nguyên nhân dẫn đến sự sụp giảm này. StatsCan cho biết giá thực phẩm mua tại các cửa hàng vào tháng 5 đã tăng 9,7% so với một năm trước do chi phí của gần như tất cả mặt hàng tạp hóa đã tăng cao hơn. StatsCan cũng nói rằng 43% người Canada nhận thấy giá thực phẩm ảnh hưởng nhiều nhất đến ngân sách của họ. Với chi phí thực phẩm ở mức cao đáng báo động, ông Charles Bois yêu cầu mọi người cẩn thận với những gì họ đang mua vì làm phát vẫn là một vấn đề. Thủ hiến Quebec, ông François Legault, đang sớm bắt đầu chiến dịch bầu cử mua thu với lời khứa sẽ xây dựng hàng ngàn đơn vị nhà ở xã hội và nhà ở giá cả vải chăng nếu ông tái đắc cử. Lãnh đạo của đảng Liên minh Avenir Quebec hôm nay đã khứa sẽ tài trợ cho 11.700 đơn vị mới trong 4 năm tới nếu đảng của ông giành được nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 3 tháng 10. Ông nói rằng số tiền đó sẽ giúp cho tỉnh lấp đầy khoảng một nửa sự thiếu hụt được ước tính của các căn hộ xã hội và giá cả phải rằng trong 10 năm tới, con số mà chính phủ của ông đã chốt ở mức 23.500 căn. Ông Lago cho biết, đảng của ông cũng sẽ trợ cấp tiền để thuê bổ sung cho 7.200 đơn vị nhà ở với tổng số vốn đầu tư là 1,8 tỷ đô la. Trong khi ông Lago vẫn chưa công bố ngày bắt đầu chính thức cho chiến dịch bầu cử mùa thu, nhưng lãnh đạo của các đảng chính đã đi khắp tỉnh trong nhiều tuần để tổ chức các buổi gặp mặt công chúng và nêu tên các ứng cử viên. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng của ông Lagu vẫn đang dẫn đầu cuộc đua và đang có hơn gấp đôi sự ủng hộ so với đối thủ gần nhất. Dodd tin vào hệ thống chăm sóc sức khỏe công, nhưng chính phủ cần phải sáng tạo. Thủ hiến Ontario ông Dodd cho biết ông rất tin tưởng vào hệ thống chăm sóc sức khỏe công, nhưng chính phủ của ông cần phải sáng tạo khi vận hành dịch vụ này và đặc biệt là khi tỉnh đang phải đối phó với các cuộc khủng hoảng nhân sự trong các bệnh viện. Vào sáng thứ sáu, ông Ford cho biết, mọi thứ đang sẵn sàng khi được hỏi liệu Ontario có đang xem xét việc tư nhân hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe hay không. Tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì nếu không tham khảo ý kiến của các chuyên gia ngoài kia. Ông nói trong một buổi xuất hiện ở Dundas, Ontario, có một điều chúng tôi bảo đảm rằng bạn sẽ luôn được ô khiếp chi trả, chứ không phải là thẻ tín dụng khi được hỏi liệu bệnh nhân có cần phải trả bất kỳ khoản nào nếu mà họ phẫu thuật tại một phòng khám tư nhân hay không, ông Ford cho biết dịch vụ sẽ được tri trả 100%. Và đầu tuần này, Bộ trưởng Y tế Sylvia Jones cho biết chính phủ đang xem xét tất cả các lựa chọn để cải thiện hệ thống y tế, làm giấy lên sự lo ngại về việc tư nhân hóa thêm các dịch vụ y tế. Sau đó, thì bà cho biết thêm, điều không được xem xét là yêu cầu mọi người bỏ tiền túi cho các dịch vụ hiện đang được ô khiếp đại thọ. Cũng trong buổi họp báo này, một sự hài hước đã xảy ra. Ông Dodd-Ford đã vô tình nuốt phải một con ông trong cuộc họp báo. Thủ hiếm trong lúc trả lời câu hỏi về vấn đề chăm sóc sức khỏe đã vô tình nuốt phải một con ông. Con ông này được nhìn thấy vo ve quanh trước mặt của thủ hiếm vài giây trước khi nó chui vào ngay miệng của ông. Ông Ford đã bắt đầu bị ngẹn trước khi một phóng viên hỏi có chuyện gì vậy? Tôi vừa nuốt phải một con ông. Ông Ford đã nói trước khi uống một ngụm nước. Ông Ford sau đó chỉ vào bụng và nói Tôi ổn, con ong đang vo ve trong đây này và nó có rất nhiều đất trống ở trong đó. Thủ hiến pho nhanh chóng cười trừ và nói đùa rằng video sẽ lan truyền mạnh mẽ. Thẩm phán đình chỉ 21 của dự luật 96 của Quebec liên quan đến các bản dịch pháp lý luật ngôn ngữ mới của Quebec đã phải nhận thất bại đầu tiên vào thứ Sáu khi một thẩm phán đã tạm thời đình chỉ điều khoản yêu cầu các tài liệu của tòa án bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Pháp. Các phần của dự luật 96 yêu cầu các công ty trả tiền cho một phiên dịch được chứng nhận để dịch các tài liệu pháp lý qua tiếng Pháp có thể ngăn cản một số tổ chức nói tiếng Anh tiếp cận công lý. Thẩm phán Tòa án cấp cao Quebec Chantal Corriveau phán quyết Thẩm phán Coraville đứng về phía một nhóm luật sư lập luận rằng yêu cầu dịch thuật vi phạm các phần của Đạo luật Hiến pháp năm 1867 đảm bảo quyền tiếp cận tòa án bằng cả hai ngôn ngữ chính thức. Trong một phán quyết bằng văn bản được công bố hôm thứ Sáu, bà Coraville cho biết quy tắc này có thể gây ra sự chậm trễ và chi phí có thể gây tổn hại đặc biệt đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thẩm phán đã lệnh rằng hai điều khoản được giữ lại cho đến khi vụ án có thể được xét xử dựa trên giá trị của nó, có thể là vào tháng 11. Cháy xe lan rộng ở BC dẫn tới cảnh báo sơ tán đường cao tốc. Cư dân của khoảng một chục nhà dọc theo một đoạn của quốc lộ 3 ở vùng phía nam Interior của British Columbia đang được yêu cầu sẵn sàng sơ tán ngay sau khi đám cháy xe cộ nhanh chóng lan sang các bãi cỏ và cây cối ở gần đó. Trang web BC Wildfire Service cho thấy ngọn lửa cho đến nay đã thiêu rụi khoảng 30 hectare rộng dưới nửa km vuông dọc theo tuyến đường phía nam Coston. Cảnh báo sơ tán do khu vực Okanagan Sumikamin đưa ra bao gồm các khu nhà dọc theo đường cao tốc và đường Sumac phía tây Richter Mountain. Những cơn dông bão nghiêm trọng đã tràn qua interior của BC, mang đến hàng trăm tia sét cho các khu vực đã được xếp hạng có nguy cơ cháy rừng từ cao đến cực kỳ nguy hiểm. Trang web của dịch vụ chữa cháy rừng cho thấy 45 vụ cháy mới đã được ghi nhận trong hai ngày qua bao gồm một vụ cháy nghi do sét gây ra gần Montlake Lake, cùng khu vực xảy ra vụ cháy rừng lớn thiêu rụi nhà cửa vào năm ngoái. Các đám cháy mới vẫn còn nhỏ, nhưng dự báo sẽ có nhiều sét hơn ở các khu vực phía nam và đông nam BC, chẳng hạn như Pentington, nơi cháy rừng rộng 67 km vuông, đã buộc phải có lệnh sơ tán và cảnh báo. Cơ quan chữa cháy rừng đã cảnh báo rằng gió giật liên quan đến dòng bão có thể làm tăng phạm vi cháy, nhưng họ cho biết các tuyến ngăn chặn cháy vẫn ổn định ở sườn phía nam và phía đông của đám cháy, gần các cộng đồng Kermos và Olala. Calgary ước tính vụ cháy tòa nhà của thành phố gây thiệt hại ít nhất 1 triệu đô la. Thành phố Calgary cho biết, dựa trên đánh giá ban đầu, ước tính chi phí của một loạt vụ hỏa hoạn xảy ra bên trong tòa nhà của thành phố sẽ ít nhất là 1,3 triệu đô la. Phần lớn nhưng không phải tất cả chi phí đó sẽ được bảo hiểm chi trả. Tuần trước, cảnh sát cho biết một người đàn ông đã vào được Calgary Municipal Building vào khoảng 4 giờ sáng ngày 2 tháng 8 bằng cách đập vỡ kính bên ngoài của tòa nhà và đốt nhiều đám cháy xung quanh khu phức hợp. Thành phố Toronto điều tra về vụ mất điện ở trung tâm thành phố. Thành phố Toronto đang điều tra sau khi một xà lan chở cần cẩu đã va chạm với đường dây điện và khiến cho một khu vực rộng lớn ở trung tâm thành phố không có điện trong vài giờ hôm thứ năm. Trong một tuyên bố, chính quyền của thành phố nói họ đã biết sự cố mất điện có thể do nhà thầu phụ gây ra cho nhà thầu chính của dự án Ashbridges Bay Treatment Plant và đã yêu cầu nhà thầu chính báo cáo đầy đủ ngay khi khởi động cuộc điều tra vụ việc này tổng giám đốc của Toronto Water cho biết, hai nhà thầu đang cố gắng di chuyển một cân trục thẳng đứng trong chuyến đường thủy của cảng Toronto để chuẩn bị cho một dự án trong tương lai thì cân trục đã va vào dây điện. Tuy nhiên, không có ai bị thương nặng. Một người phụ nữ thiệt mạng sau khi bị tàu hỏa đâm gần với trạm ga Cooksville Go ở Mississauga. Vào ngày thứ Sáu, thì một phụ nữ đã chết sau khi bị tông bởi một đoàn tàu chở hàng ở Mississauga, Ontario. Cảnh sát khu vực vùng Peel cho biết một phụ nữ trưởng thành đã bị tào tông vào khoảng 6 giờ sáng tại khu vực Dundas Street East và Caltra Road gần với ga Cooksville Gold. Cảnh sát tuyên bố nạn nhân đã chết tại hiện trường. Metrolinx, là cơ quan cấp tỉnh quản lý Go Transit cho biết dịch vụ đã bị gián đoạn và sau đó thì dịch vụ xe lửa đã hoạt động trở lại trên tuyến Milton Go sau khi tạm dừng trong khi cảnh sát điều tra. Mới đây vào cuối tháng 7, một đứa trẻ 4 tuổi đã bị một đoàn tàu gô tông tử vong ở Mississauga, Ontario. Rogers saw đạt được thỏa thuận bán Freedom Mobile cho Quebecor. Rogers Communications for Shaw Communication đã hoàn tất thỏa thuận bán Freedom Mobile cho Videotron, một đơn vị của Quebecor Inc, mở đường cho việc sát nhập các công ty viễn thông lớn nhất của Canada cơ quan chống độc quyền của Canada đã chặn việc mua lại so trị giá 20 tỷ đô la của Rogers vào tháng 5 và nói rằng việc này sẽ làm giảm bớt sự cạnh tranh trong thị trường viễn thông vốn đang rất tập trung của đất nước, nơi mà khách hàng phải trả hóa đơn tiền điện thoại cao thấp đầu trên thế giới. Rogers và so đã đề nghị bán Freedom Mobile là một đơn vị của so như là một cách để làm giảm bớt sự lo ngại về cạnh tranh. Các điều khoản của thỏa thuận bao gồm khách hàng không dây và Internet mang thương hiệu Freedom Mobile, cơ sở hạ tầng, phổ tầng và các trang web bán lẻ phù hợp với các điều khoản đã thỏa thuận vào tháng 6, khi Quebec Core đồng ý mua Freedom Mobile trong một thỏa thuận trị giá 2,85 tỷ đô la. Cơ quan cạnh tranh của Canada đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Bộ Y tế Canada thu hồi thịt nguội thái lát của thương hiệu Crescent do lo ngại về vi khuẩn Listeria. Bộ Y tế Canada đang thu hồi các gói 175 g mì ống và ức gà Tây có hương vị Tuscan với lý do có thể nhiễm khuẩn Listeria monocytogen. Cơ quan Y tế Quốc gia cho biết các sản phẩm bị ảnh hưởng đã được bán ở Ontario, theo bộ y tế canada listeria monocytogen là một loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn listeria monocytogen có thể không trông giống bị hỏng hoặc có mùi hư hỏng nhưng vẫn có thể khiến bạn bị bệnh các triệu chứng của bệnh listeriosis có thể bao gồm nôn mửa buồn nôn sốt dai dẳng đau cơ đau đầu dữ dội và cứng cổ những người mang thai người cao tuổi và những người có hệ thống miễn dịch suy yếu đặc biệt có nguy cơ mắc bệnh cơ quan cho biết mặc dù phụ nữ mang thai bị nhiễm bệnh có thể chỉ gặp các triệu chứng nhẹ giống như cúm nhưng nhiễm trùng có thể dẫn đến sinh non nhiễm trùng cho trẻ sơ sinh hoặc thậm chí thai chết lưu trong trường hợp bệnh nặng người nhiễm có thể tử vong bất kỳ ai đã mua các loại thịt bị ảnh hưởng nên vứt bỏ chúng hoặc trả lại nơi đã mua nếu bạn cho rằng mình bị ốm do tiêu thụ sản phẩm bị thu hồi hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn cảnh sát đã xác định một thanh niên 26 tuổi bị bắn chết trong đám tang ở Toronto. Cả nhà điều tra đã công bố tên của một người đàn ông 26 tuổi tại Perry bị bắn chết vào chiều ngày thứ Năm khi đang tham dự một đám tang của một người đàn ông khác. Người này cũng đã bị bắn chết ở Toronto hồi đầu tuần. Ayu Percy Ali đã có mặt tại nghĩa trang Hồi giáo Toronto trên Leslie Street và Richmond Hill vào ngày thứ Năm cùng với khoảng 60 người khác khi tiếng súng vang lên. Anh ta và một người đàn ông 27 tuổi khác đã bị trúng nhiều phát đạn. Cảnh sát đến và đưa cả hai người đàn ông này đến bệnh viện để điều trị. Ali được thông báo là đã chết trong bệnh viện một thời gian ngắn sau đó. Vào hôm thứ Sáu thì các nhà điều tra cho biết Ali đã bị buộc tội trong vụ giết Kabir Abdul mươi 27 tuổi, ở phía bên ngoài khách sạn Marriott, ở trên đường B ở trung tâm thành phố Toronto vào năm 2015. Người quản lý Nghĩa Trang đã nói rằng lễ tang chiều ngày thứ Năm là dành cho Gedit Mohammed. Trước đây, cảnh sát Toronto đã xác định Mohamed là người đàn ông 27 tuổi bị xả súng ở phía bên ngoài một câu lạc bộ ở khu vực Lawrence Avenue và Western Road vào sáng sớm thứ ba. Các nhà điều tra vẫn chưa bắt giữ bất kỳ ai liên quan tới vụ xả súng đó. Vụ việc cũng đã khiến cho một người đàn ông 37 tuổi phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng. Cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu, họ đang tìm ba nghi phạm nam trong vụ xả súng trong đám tang. Ba người này đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe SUV được nhìn thấy lần cuối đi về phía bắc ở Leslie Street. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel. Xin mời quý vị đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo. Và sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý trong ngày. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua gói lạm phát quan trọng trị giá 430 tỷ đô la. Virus bại liệt được tìm thấy trong nước thải của New York City. Mỹ, Indonesia và Úc tổ chức các cuộc tập trận. Hạn hán và hỏa hoạn bao trùm châu Âu khi đợt nắng nóng kéo dài. Ấn Độ khẳng định kiên định lập trường với chính sách một Trung Quốc nhưng mà tìm cách làm giảm căng thẳng về vấn đề Đài Loan WHO dự định đổi tên đậu mùa khí vì lo ngại về sự kỳ thị Tinh tạc rao bán với giá 4.000 Mỹ Kim cho dữ liệu của 48 triệu người dùng ứng dụng phòng Covid-19 của Thượng Hải Campuchia kiểm tra và chặn nhập khẩu mì gói Việt Nam chứa chất cấm Việt Nam ưu tiên tối đa để tiếp cận nguồn cung thuốc điều trị đậu mùa khí Công an Việt Nam được cử để tham gia lực lượng dinh giữ hòa bình tại Liên Hợp Quốc và sau đây Hoàng Ngọc sẽ tiếp tục với bản tin chi tiết. Người đứng đầu liên hợp quốc kêu gọi phi quân sự khu vực xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhia. Nga và Ukraine tiếp tục đổ lỗi cho nhau sau vụ pháo kích mới được báo cáo vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Zaporizhia, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân. Cơ sở này không nên được sử dụng như một phần của bất kỳ hoạt động quân sự nào. Thay vào đó, cần có thỏa thuận khẩn cấp ở cấp độ kỹ thuật về chu vi phi quân sự hóa an toàn để đảm bảo an toàn cho khu vực. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết trong một tuyên bố sau một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Raffo Rossi cho biết không có thiệt hại nghiêm trọng hoặc phóng xạ nào được phát hiện và không có mối đe dọa tức thì nào đối với sự an toàn của nhà máy do giao tranh, nhưng điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tuần trước, các chuyên gia nói rằng nhà máy cực kỳ dễ bị hư hỏng bởi sự cố chảy nước nếu tiếp tục xảy ra chiến sự. Rossi cho biết tất cả các biện pháp an toàn đã bị hư hại khi lực lượng Nga chiếm đóng. Sean Bruni, Chuyên gia hoạt động hạt nhân của Tổ chức Hòa Bình Xanh Đông Á cho biết, nếu nhà máy mất điện lưới do giao tranh gia tăng trong khu vực, máy phát điện, dự phòng và pin vẫn không đủ để làm mát. Không chỉ 6 lò phản ứng mà còn chứa rất nhiều nhiên liệu đã qua sử dụng có tính chất phóng xạ cao. Lực lượng chiếm đóng của Nga ở Ukraine đã bị cáo buộc sử dụng Zaporizhia làm kho vũ khí và vỏ bọc để tiến hành các cuộc tấn công. Việc sử dụng nhà máy theo cách này vi phạm công ước Geneva, trong đó quy định rằng phải đặc biệt cẩn thận nếu các cơ sở chứa các lực lượng nguy hiểm được đặt gần nơi giao tranh. Khoảng 500 binh sĩ Nga được cho là hiện đang có mặt tại địa điểm này. Khi giao tranh nổ ra ở khu vực lân cận nhà máy vào đầu tháng 3, đây là lần đầu tiên trong thời đại nguyên tử chiến tranh đến gần một cơ sở lớn như vậy. Sau khi lực lượng Nga chiếm đóng nhà máy điện vào giữa tháng 3 và cho phép nhân viên Ukraine tiếp tục công việc của họ, tin tức từ Zaporizhia không liên tục. Mối quan tâm lại dấy lên rằng nhà máy không được bảo dưỡng đầy đủ. Rossi cũng lo ngại rằng các nhân viên Ukraine dưới sự chỉ huy của quân chiếm đóng Nga tại Zaporizhia không thể thực hiện đúng nhiệm vụ của họ và phải đối mặt với các mối đe dọa bạo lực. Ông cho biết các thiết bị cần thiết bao gồm cả phụ tùng thay thế để bảo trì các lò phản ứng đã không được giao vì chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Sean Burney của Greenpeace cho biết, điều quan trọng là các nhân viên địa phương được đào tạo phải duy trì vị trí của họ và có thể làm việc an toàn tại khu vực hạt nhân. Mặc dù Nga có số lượng lò phản ứng nhiều gấp đôi Ukraine, nhưng hầu hết đều là các mô hình cũ hơn. Có nghĩa là các kỹ sư của Nga không có đủ chuyên môn để vận hành công nghệ mới hơn ở Zaporizhia. Nhân viên địa phương cũng sẽ cần thiết trong trường hợp lũ lụt thường xuyên từ sông Nép chảy qua vùng lân cận của nhà máy Zaporizhia và có thể làm hỏng các đập và hồ chứa cung cấp nước làm mát cho các lò phản ứng. Bernie lo ngại gấp đôi sau chuyến thăm gần đây để khảo sát nhà máy hạt nhân Chernobyl do quân đội Nga chiếm đóng trước đây, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới vào năm 1986. Các thiết bị giám sát quan trọng trong nhà máy Chernobyl đã bị hủy hoại, hoặc bị đánh cắp trong thời gian quân đội Nga chiếm đóng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã tiếp tục kêu gọi Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc tế cử một phái đoàn tới nhà máy ngày càng sớm càng tốt để theo dõi tình hình. Đại sứ Liên Hợp Quốc Nga Vasily Nabensia cho biết các quan chức của Cơ quan Năng lượng Hạt nhân có thể đến thăm địa điểm này ngay trong tháng này. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua gói lạm phát quan trọng trị giá 430 tỷ đô la. Hạ viện đã bỏ phiếu 220 trên 207 để thông qua đạo luật giảm lạm phát trị giá 437 tỷ đô la vào thứ Sáu sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng giữa các đảng viên Dân Chủ Thượng viện. Điều này sẽ giúp Tổng thống Joe Biden và đảng Dân Chủ giành chiến thắng quan trọng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Dự luật là một phiên bản rút gọn của kế hoạch Build Back Better của Tổng thống Biden, bao gồm 369 tỷ đô la chi tiêu cho các chương trình khí hậu và năng lượng. Đây cũng là khoản đầu tư vào năng lượng sạch lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Gói này cũng bao gồm các biện pháp đầy tham vọng để giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, cho phép Medicare thương lượng với các nhà sản xuất thuốc để giảm giá 100 loại thuốc và chi 64 tỷ đô la để mở rộng trợ cấp bảo hiểm y tế theo đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng. Chi tiêu sẽ được tài trợ chủ yếu bằng việc tăng thuế, bao gồm thuế tối thiểu 15% đối với các công ty tạo ra ít nhất 1 tỷ đô la thu nhập hàng năm. Theo văn phòng ngân sách quốc hội, luật sẽ cắt giảm thâm hụt liên bang khoảng 100 tỷ đô la trong 10 năm tới, trong khi các đảng viên dân chủ nói rằng nó sẽ giảm lượng khí thải carbon xuống khoảng 40% so với mức năm 2005 vào năm 2030. Đối mặt với sự phản đối phổ biến với luật khí hậu từ các đảng viên cộng hòa tại thượng viện, Đảng dân chủ đã sử dụng quy trình hòa giải ngân sách để vượt qua ngưỡng 60 phiếu bầu cần thiết để khép lại các cuộc tranh luận theo quy tắc lọc. Với Phó tổng Tổng thống Kamala Harris đã bỏ phiếu quyết định vào Chủ nhật để phá vỡ tỷ lệ 50-50 hòa. Đạo luật giảm lạm phát là phiên bản thu nhỏ đáng kể của dự luật Build Back Better, trị giá 2,2 ngàn tỷ đô la của Tổng thống Biden, đã thất bại tại Thượng viện vào tháng 12 do vấp phải sự phản đối của Manchin và Thượng nghị sĩ Preston Sinema. Schumer và Manchin đã đi đến thỏa thuận về một gói nhỏ hơn vào cuối tháng 7, vài tuần sau khi đảng Dân Chủ cho biết họ đã từ bỏ việc thuyết phục Tây Virginia ủng hộ các khoản chi tiêu mới trong bối cảnh lạm phát cao. Lệnh khám xét công khai của thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ được sử dụng đối với bất động sản Malago của cựu tổng thống Trump. FBI đã thu hồi các tài liệu được cho là tuyệt mật từ khu dinh thự Malago của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ở Florida theo các giấy tờ của tòa án được công bố vào hôm thứ Sáu. Các hồ sơ bị thu giữ bao gồm một số hồ sơ được đánh dấu là tuyệt mật và cả thông tin được phân loại là nhạy cảm. Một danh mục đặc biệt nhằm bảo vệ những bí mật quan trọng nhất của quốc gia mà nếu bị tiết lộ công khai có thể gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho lợi ích của Hoa Kỳ. Hồ sơ tòa án không cung cấp chi tiết cụ thể về các tài liệu hoặc thông tin chúng có thể chứa. Các đặc vụ liên bang đang điều tra các vi phạm tiềm ẩn đối với ba luật liên bang khác nhau, bao gồm một luật quy định việc thu thập, truyền hoặc làm mất thông tin quốc phòng theo đạo luật gián điệp. Các quy chế khác đề cập đến việc che giấu, cắt sáng hoặc xóa hồ sơ và việc phá hủy, thay đổi hoặc làm sai lệch hồ sơ trong các điều tra liên bang biên nhận tài sản cũng cho thấy các đặc vụ liên bang đã thu thập các hồ sơ tổng thống tiềm năng khác bao gồm lệnh ân xá cho đồng minh của trump là roger stone một hộp tài liệu bọc da và thông tin về tổng thống pháp một tập ảnh một ghi chú viết tay tài liệu bí mật linh tinh và tài liệu mật linh tinh cũng được thu giữ trong cuộc khám xét luật sư của trump christina bob Người có mặt tại Mar-a-Lago khi các đặc vụ tiến hành khám xét đã ký vào cả hai biên nhận tài sản, một biên lai like dài hai trang và một biên lai like là một trang. Trong một tuyên bố trước đó vào thứ Sáu, ông Trump tuyên bố rằng các tài liệu bị thu giữ bởi các đặc vụ tại câu lạc bộ Florida của ông nằm trong khu đất tất cả đã được giải mật và lập luận rằng ông sẽ chuyển các tài liệu cho Bộ Tư pháp nếu được yêu cầu. Thông tin được công bố khi ông Trump chuẩn bị cho một cuộc tranh cử khác vào Nhà Trắng. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Thường Xuyên chỉ ra một cuộc điều tra của FBI về đối thủ đảng nhân chủ của mình, Hillary Clinton, về việc liệu bà có xử lý sai thông tin mật hay không. Để có được lệnh khám xét, nhà chức trách liên bang phải chứng minh với thẩm phán rằng có nguyên nhân có thể xảy ra để tin rằng tội phạm đã được thực hiện trước đó hôm thứ năm một người đàn ông có vũ trang mặc áo giáp đã cố gắng xâm phạm khu vực kiểm tra nên tại văn phòng hiện trường của FBI ở Ohio sau đó bỏ trốn và sau đó bị giết sau khi ngăn cản lực lượng thực thi pháp luật một quan chức thực thi pháp luật đã thông báo tóm tắt về vấn đề này xác định người đàn ông là Ricky Shaffer và cho biết anh được cho là đã ở Washington trong những ngày dẫn đến vụ tấn công điện Capitol và có thể đã ở đó vào ngày nó diễn ra virus bại liệt được tìm thấy trong nước thải của New York City, dấu hiệu cho thấy sự lây truyền tại địa phương. Các quan chức y tế đã xác định virus gây bệnh bại liệt có trong nước thải của New York City cho thấy sự lây truyền virus tại địa phương. Bệnh bại liệt có thể dẫn tới tê liệt và thậm chí là tử vong. Chúng tôi kêu gọi những người dân New York chưa được tiêm chủng, hãy đi tiêm phòng ngay bây giờ, theo Sở Y tế của thành phố cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. Việc xác định virus gây bệnh bại liệt có trong nước thải của New York City được đưa ra vài tuần sau khi một trường hợp mắc bệnh bại liệt ở người lớn được công khai vào ngày 21 tháng 7 tại quận Rockland đánh dấu trường hợp đầu tiên được xác nhận trên toàn nước Mỹ trong gần 10 năm. Và đầu tháng này, thì các quan chức y tế cho biết virus này đã được tìm thấy trong nước thải ở ngoại ô thành phố New York một tháng trước khi các quan chức y tế đó thông báo về trường hợp của quận Rockland. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ cho biết, vào thời điểm đó, vẫn chưa rõ liệu loại virus này có đang lan rộng ở New York hay là các nơi khác ở Mỹ hay không. Không có cách chữa khỏi bệnh bại liệt, một căn bệnh có thể gây tê liệt không thể hồi phục trong một số trường hợp, nhưng nó có thể được ngăn ngừa bằng một loại vắc xin đã được sản xuất vào năm 1955. Theo CDC, thì vắc xin bại liệt bất hoạt gọi tắt là IPV là vắc xin bại liệt duy nhất đã được tiêm ở Mỹ kể từ năm 2000. Thuốc được tiêm vào chân hoặc là tai tùy vào độ tuổi của bệnh nhân. Bệnh bại liệt thường không có triệu chứng và mọi người có thể lây truyền virus ngay khi họ không có biểu hiện bệnh. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể gây ra các triệu chứng nhẹ giống như là cúm và có thể mất tới 30 ngày mới xuất hiện. Căn bệnh có thể tấn công ở mọi lứa tuổi, nhưng phần lớn những người bị ảnh hưởng là trẻ em từ 3 tuổi trở xuống. Mỹ, Indonesia và Úc tổ chức các cuộc tập trận trong bối cảnh lo ngại về Trung Quốc. Các binh sĩ từ Mỹ, Indonesia và Úc tham gia một cuộc diễn tập bắn đạn thật hôm thứ Sáu là một phần của cuộc tập trận chung thường niên trên đảo Sumatra trong bối cảnh hoạt động hàng hải của Trung Quốc ngày càng gia tăng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tổng cộng có hơn 5.000 binh sĩ từ Mỹ, Indonesia, Úc, Nhật Bản và Singapore đang tham gia cuộc tập trận năm nay. Đây là một cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi bắt đầu vào năm 2009 các quốc gia bao gồm Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, New Zealand, Papua New Guinea và Đông Timor cũng đã cử quan sát viên đến cuộc tập trận bắt đầu vào đầu tháng này. Chỉ huy khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, 14 quốc gia tham gia cuộc tập trận đang báo hiệu mối quan hệ bên chặt hơn của họ trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra quyết đoán trong việc tuyên bố chủ quyền hầu như là toàn bộ Biển Đông cũng như là việc tổ chức các cuộc tập trận đe dọa đài loan tự trị các cuộc tập trận mở rộng được trung quốc coi là đe dọa truyền thông trung quốc cáo buộc mỹ đang xây dựng một liên minh ấn độ thái bình dương tương đương như là nato để hạn chế ảnh hưởng quân sự và ngoại giao ngày càng tăng của trung quốc trong khu vực hạn hán và hỏa hoạn bao trùm châu âu khi đợt nắng nóng kéo dài hôm thứ sáu pháp đã đối mặt với một trận cháy rừng lớn, trong khi lửa đã bùng phát ở Bồ Đào Nha và các vùng của Anh cũng phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng. Phần lớn châu Âu đã phải đối mặt với nhiệt độ cao trong nhiều tuần, khiến mực nước sông Rhine ở Đức cạn kiệt, trong khi nguồn nước ở sông Thames của Anh cũng trở nên khô cạn hơn ở khu vực Hạ Lưu so với những năm trước. Các quan chức địa phương cho biết nhiệt độ cao và hạn hán ngày càng trầm trọng đã mang đến nguy cơ cao về đám cháy bùng phát ở Choron là miền tây nam của nước Pháp. Ngay cả khi đã tổ chức cứu hộ qua đêm đã kiểm tra đám cháy sừng đã bùng phát nhiều ngày và thiêu rụi hàng ngàn hecta và khiến cho 10.000 người phải di dời. Ở miền trung Bồ Đào Nha, một đám cháy lớn sừng đã bùng phát ngày thứ Bảy liên tiếp với 1.600 lính cứu hỏa đã chiến đấu để chống lại ngọn lửa đã phá hủy khoảng 15% công viên quốc gia Serrada Australia. Trong khi đó thì mực nước ở sông Rhine tại Đức một lần nữa lại bị suy giảm, khiến cho một số tàu không còn có thể rạc hơi. Xa hơn về phía Bắc, tại Anh Quốc, đợt nắng nóng cũng đang ảnh hưởng nặng nề với việc chính phủ đã chính thức tuyên bố các khu vực miền Nam, miền Trung và miền Đông của nước Anh bị hạn hán sau một thời gian nắng nóng và khô hạn kéo dài. Nước Anh đã phải hứng chịu một đợt khô hạn nhất kể từ năm 1935 với chỉ 35% lượng mưa trung bình trong tháng, các vùng của nước Anh từ xứ Wales hiện nay đang trong tình trạng cảnh báo nhiệt độ cực cao kéo dài 4 ngày. Ấn Độ khẳng định kiên định lập trường với chính sách một Trung Quốc nhưng tìm cách giảm căng thẳng về vấn đề Đài Loan hôm thứ sáu ấn độ cho biết họ phản đối bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng đối với đài loan nhưng lập trường của họ về chính sách một trung quốc vẫn nhất quán tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi bắc kinh cho biết họ hy vọng new delhi sẽ tiếp tục công nhận tuyên bố của họ đối với đài loan tự trị đại sứ quán trung quốc tại new delhi tuần trước cho biết ấn độ là một trong những nước đầu tiên công nhận nguyên tắc một trung quốc của bắc kinh trong đó cho rằng đài loan là một phần bất khả xâm phạm của trung quốc và họ hy vọng Ấn Độ không thay đổi lập trường của mình. Khi được phóng viên hỏi về quan điểm của Ấn Độ đối với chính sách Một Trung Quốc, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Andrindam Paghi, cho biết các chính sách liên quan của Ấn Độ đã được biết rõ và nhất quán, chúng không cần phải nhắc lại ông nói chúng tôi kêu gọi thực hiện các biện pháp kiềm chế tránh các hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực duy trì hòa bình ổn định trong khu vực Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng kể từ khi cuộc đụng độ ở biên giới Himalaya của họ vào năm 2020 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Trung Quốc và Ấn Độ vẫn đang triển khai quân đội ở mức cảnh giác cao, bất chấp các cuộc đàm phán cấp quân sự và ngoại giao đã được tổ chức để xoa dịu tình hình. Tổ chức y tế thế giới dự định đổi tên bệnh đậu mùa khỉ vì lo ngại về sự kỳ thị tổ chức y tế thế giới cho biết họ đang tổ chức một diễn đàn mở để đổi tên bệnh động mùa khỉ sau khi một số nhà phê bình đưa ra lo ngại rằng cái tên này có thể xúc phạm hoặc có hàm ý phân biệt chủng tộc trong một tuyên bố hôm thứ sáu cơ quan y tế của liên hợp quốc cho biết họ cũng đã đổi tên của hai họ hoặc nhóm của virus bằng cách sử dụng chữ số la mã thay vì khu vực địa lý để tránh việc khu vực đó bị kỳ thị Phiên bản đầu tiên của bệnh đậu mùa khỉ, nơi đã phát sinh hoặc được xác định là lần đầu tiên được biết đến là lưu vực Congo, giờ đây sẽ được gọi là Clay 1 và khu vực Tây Phi sẽ được gọi là Clay 2. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ cũng đang tìm kiếm đề xuất tên mới cho bệnh đậu mùa khỉ, nhưng không cho biết khi nào cái tên mới sẽ được công bố. Bệnh đậu mùa khỉ được đặt tên lần đầu tiên vào năm 1958, khi những con khỉ trong nghiên cứu ở Đan Mạch đã được phát hiện mắc căn bệnh giống bệnh đậu mùa, mặc dù chúng không được cho là ổ chứa động vật. Cho đến nay đã có hơn 31.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác định trên toàn cầu kể từ tháng 5, phần lớn các trường hợp được ghi nhận ở bên ngoài châu Phi. Bệnh đậu mùa khỉ đã từng là dịch bệnh lưu hành ở các vùng trung tâm và Tây Phi trong nhiều thập kỷ và bệnh đã không được biết là nguyên nhân gây ra các đợt bùng phát lớn bên ngoài lục địa cho đến tháng 5. Bên ngoài châu Phi, 98% trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ là ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. Với nguồn cung cấp vaccine hạn chế trên toàn cầu, các nhà chức trách đang chạy đua để ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ trước khi nó trở thành một căn bệnh mới. Tin tặc chào bán 4.000 đô la Mỹ cho dữ liệu của 48,5 triệu người dùng ứng dụng phòng COVID-19 của Thượng Hải. Mới đây, một tin tặc tuyên bố đã lấy được thông tin cá nhân của 48,5 triệu người dùng ứng dụng di động có mã sức khỏe COVID do thành phố Thượng Hải điều hành. Tin tặc có tên người dùng là XJB đã đăng một đề nghị bán dữ liệu với giá 4.000 đô la Mỹ trên diễn đàn tin tặc Bridge Forums vào thứ tư. Cơ sở dữ liệu này chứa tất cả những người đang sống hoặc đã đến thăm Thượng Hải kể từ khi ứng dụng y tế Sushenma được đưa vào sử dụng. Tin tặc SJP cho biết trong bài đăng, ban đầu hắn ta đã yêu cầu mức giá là 4.850 đô la Mỹ trước khi hạ giá vào cuối ngày. Theo đó, hắn ta đã cung cấp một mẫu dữ liệu bao gồm số điện thoại, tên và số nhận dạng Trung Quốc và tình trạng mã số sức khỏe của 47 người. 11 trong số 47 người mà Rooster tiếp cận xác nhận rằng họ có tên trong mẫu dữ liệu, mặc dù có hai người nói rằng con số nhận dạng của họ đã bị sai. sushima là tên tiếng Trung cho hệ thống mạng y tế của Thượng Hải được thành lập vào đầu năm 2020 để chống lại sự lây lan của COVID-19. Ứng dụng thu thập dữ liệu du lịch này sẽ cho mọi người biết khả năng nhiễm virus dựa trên xếp hạng màu đỏ, vàng hoặc xanh lục. Tất cả người dân và du khách đều phải xuất trình mã để vào các địa điểm công cộng. Vụ vi phạm Sushima có mục đích xảy ra sau khi một tin tặc hồi đầu tháng trước cho biết họ đã mua được 23 terabyte thông tin cá nhân của một tỷ công dân Trung Quốc từ cảnh sát Thượng Hải. Tin tặc đó cũng đề nghị bán dữ liệu trên diễn đàn tin tặc Bridge Forum. Giới chức ở miền Nam California đã phải di tản hơn 100 hộ gia đình vì hóa chất bị rò rỉ và lo ngại xảy ra vụ nổ. Một vụ rò rỉ hóa chất từ một toa tàu chở dầu trên đường sắt đã khiến cho quan chức ở miền Nam California hôm thứ Sáu phải đóng cửa một xa lộ chính và di tản hơn 100 gia đình vì lo ngại về một vụ nổ có thể xảy ra. Các quan chức cho biết, toa tàu đã bị rò rỉ một hóa chất hóa học có tên là styrene, là một chất rất dễ cháy và có thể gây kích ứng ở da, mắt và rất độc nếu mà hít phải. Styrene thường được giữ ở khoảng 85 độ F, nhưng mà nhiệt độ trong thùng chứa của toa tàu rò rỉ đã lên tới ít nhất là 323 độ F, các quan chức cho biết. Một trong những mối quan ngại chính là chiếc xe sẽ phát nổ khi mà áp suất tức tụ ở bên trong xe và nhiệt độ tăng cao vào ban ngày. Xe lửa đã bị dừng lại ở một tuyến đường sắt song song với xa lộ 215 gần với các cơ sở kinh doanh thương mại và một khu dân cư ngay phía bắc Paris, California, cách Los Angeles 75 dặm trong đất liền. Đội cứu hỏa đã phản ứng với vụ rò rỉ lúc 7 giờ 41 phút tối thứ năm và đóng cửa xa lộ 215. Họ đã di tản mọi người rời khỏi 170 ngôi nhà vào đầu ngày thứ sáu, ngay trước 1 giờ nửa đêm. Các quan chức cũng đã đưa ra cảnh báo di tản hơn 928 ngôi nhà khác trong khu vực vào cuối ngày. Không rõ điều gì đã gây ra vụ rò rỉ. Các quan chức đã thừa nhận tại cuộc họp báo rằng họ biết rất ít về cách xử lý hóa chất này và cơ quan cứu hỏa hiện nay đang tiếp tục theo dõi rò rỉ hóa chất từ không khí. Tháng 7 năm 2022 là tháng 7 nóng kỷ lục ở vị trí thứ 6 trong 143 năm qua. Theo Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia của Hoa Kỳ, gọi tắt là NOAA, cho biết Tháng 7 năm 2022 là tháng 7 có nhiệt độ ấm thứ 6 được ghi nhận trên trái đất trong vòng 143 năm qua. Theo báo cáo của NOAA, trong khi nhiệt độ ở hầu hết các khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á đều trên mức trung bình thì các quốc gia bao gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Anh, Nhật Bản và Trung Quốc đều đã ghi nhận nhiệt độ ấm lên kỷ lục trong tháng 7. Trong các khu vực trên toàn cầu như là miền Tây Ấn Độ, Pakistan và phần lớn nước Úc đang phải đối mặt với cái nóng oi bức thì những khu vực khác đang trải qua nhiệt độ gần như lạnh hơn mức bình thường. Cụ thể là đợt không khí nóng và trái rừng. Nhiệt độ khắc nghiệt trong tháng 7 đã khiến cho nước Anh phải ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 40,3 độ C. Trong khi những đám trái rừng cũng đang hoành hành khắp nơi trên các khu vực trên thế giới như là ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, miền Tây của nước Pháp, Ireland và Croatia nhiệt độ khắc nghiệt cũng đã làm bùng phát các đợt cháy rừng do hạn hán ở vùng phía Tây của nước Mỹ, trong khi một loạt các đợt nắng nóng đã bao trùm một số tỉnh ở vùng lãnh thổ của Canada vào mùa hè này đẩy chúng lên mức nhiệt độ kỷ lục. Các nghiên cứu đã chỉ ra những ngày nắng nóng không chỉ là ngày nắng nóng hơn mà còn thường xuyên hơn trên toàn cầu. Một điều cụ thể thứ hai đó là lũ lụt và hạn hán. Trong khi các khu vực trên toàn cầu đã phải đối diện với nhiệt độ tăng cao thì các quốc gia như là Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan phải đối mặt với những trận mưa xối xả dẫn tới lũ quét trong tháng 6 và tháng 7. Theo một báo cáo của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, đối với dân số, tỷ lệ 90% tiếp xúc với hình thái thời tiết này trong những năm 2070 sẽ nằm trong 11 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Bangladesh, Myanmar, Ai Cập, Nigeria và Indonesia dù tác động một cách trực tiếp hay là gián tiếp, sự thay đổi của nhiệt độ đang tác động đến cuộc sống của chúng ta và trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nó đang đánh đổi bằng mạng sống của con người. Việc tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ quá cao có thể dẫn tới đột quỵ do nhiệt, kiệt sức vì nhiệt và thậm chí là tử vong. Những người dễ bị tổn thương nhất với nhiệt độ khắc nghiệt như vậy là những người cao tuổi, những người phải làm việc ngoài trời và những người đã có sẵn bệnh nền. Nói gót EU Campuchia kiểm tra và chặn nhập khẩu mì gói của Việt Nam do chứa chất cấm. Thương vụ Việt Nam tại Campuchia vừa thông báo việc giới hữu trách của nước này sẽ kiểm tra và ngăn chặn nhập khẩu mì ăn liền của Việt Nam có chứa chất cấm ethylene oxide, theo sau cảnh báo của Liên minh châu Âu về việc thu hồi hoặc là trả lại các loại mì của Việt Nam có chứa chất độc hại này. Trước đó, tờ Comet Time dẫn lời ông Fan Ao, là tổng cục trưởng của cục bảo vệ người tiêu dùng cạnh tranh và chống gian lận của Campuchia gọi tắt là KPR nói rằng nếu phát hiện những loại mì này trên thị trường Campuchia thì KPR sẽ có biện pháp thu hồi. Cục trưởng của Campuchia cho biết thêm rằng tổng cục hải quan của nước này sẽ chỉ đạo cơ quan hải quan tại địa phương xếp loại những sản phẩm này là mặt hàng rủi ro và các sản phẩm mì nhập khẩu sẽ phải có giấy chứng nhận không chứa chất ethylene oxide. Động thái của Campuchia diễn ra sau khi hàng loạt các nước EU cấm một số loại mì ăn liền và bánh phở khô của Việt Nam vì vi phạm quy định về an toàn thực phẩm của EU. Cụ thể là Đức đã gửi cảnh báo về sản phẩm mì ăn liền hương vị gà và hương vị cà ri của công ty cổ phần thực phẩm Á Châu Thuận An, Bình Dương có chứa chất cấm ethylene oxide vượt ngưỡng quy định của EU. Tại Ba Lan thì cảnh báo sản phẩm mì ăn liền gà của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam Vi Phong, quận Tân Phú và trả lại lô hàng. Tại Manta, họ cảnh báo về sản phẩm bánh phở hiệu Nguyễn Gia vì lý do bánh phở được sản xuất từ gạo biến đổi gen bất hợp pháp nên nước này đã thu hồi sản phẩm. Ngay sau đó, thì vụ khoa học và công nghệ thuộc Bộ Công Thương Việt Nam hôm 22 tháng 7 nói trong ba trường hợp bị cảnh báo, chỉ có một trường hợp được xác định có mức ethylene oxide vượt ngưỡng quy định của EU, đó là sản phẩm mì ăn liền hương vị gà và hương vị cà ri của công ty cổ phần thực phẩm Á Châu. Bộ này cho biết, mặc dù ngưỡng giới hạn cho phép về ethylene oxide chưa được quy định trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của Việt Nam, nhưng mà kể từ khi xuất hiện các cảnh báo liên quan tới sản phẩm của Việt Nam trong năm 2021, Giới hữu trách của Việt Nam đã bắt đầu kiểm soát mức ethylene oxide trong thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của EU. Việt Nam ưu tiên tối đa tiếp cận nguồn cung thuốc điều trị đậu mùa khỉ cơ quan quản lý dược thuộc bộ y tế việt nam vừa gửi văn bản cho các cơ sở sản xuất thuốc nguyên liệu làm thuốc và đề nghị tăng cường nghiên cứu việc sản xuất thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới tiếp cận nguồn cung cấp nguyên liệu làm thuốc và nhập khẩu về việt nam để chủ động nghiên cứu sản xuất yêu cầu của cơ quan y tế việt nam được đưa ra giữa bối cảnh Hoa Kỳ vào tuần trước tuyên bố dịch đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, khi nước này ghi nhận hơn 6.600 người mắc bệnh, tính đến ngày 12 tháng 8. Số ca nhiễm bệnh tại Mỹ đã lên đến hơn 10.000 người. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế đối với bệnh đậu mùa khỉ. Theo hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh đậu mùa khỉ của Bộ Y tế Việt Nam, các thuốc được chứa dược chất, Tecovirimat siderfir Sidofovir, fobenesit là các thuốc được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo sử dụng và vaccine đậu khỉ đã được cấp phép lưu hành tại một số quốc gia vì vậy cục này đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc nguyên liệu làm thuốc cần tăng cường nghiên cứu và chủ động liên hệ với các cơ sở sản xuất nước ngoài để tiếp cận nguồn cung cấp thuốc theo nhu cầu cục quản lý dược cho biết sẽ ưu tiên tối đa trong việc cấp đăng ký lưu hành cấp phép nhập khẩu các loại thuốc nguyên liệu làm thuốc trên Bệnh đậu khỉ là bệnh truyền nhiễm cấp tỉnh, xuất phát từ châu Phi, có khả năng gây thành dịch do virus đậu mùa ở khỉ gây ra và lây truyền từ động vật sang người. Thời gian ủ bệnh của bệnh đậu khỉ là từ 6 đến 13 ngày nhưng cũng có thể tăng lên từ 5 đến 21 ngày. Các triệu chứng phổ biến nhất của bệnh là sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, năng lượng thấp và sưng hạch bạch huyết hầu hết người nhiễm bệnh đều hồi phục sau vài tuần nhưng vẫn có nguy cơ bệnh diễn tiến nặng khả năng tử vong cao ở người có tiếp xúc lâu dài với virus trẻ em người có hệ miễn dịch kém tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch đậu mùa khỉ ở hoa kỳ và trên thế giới hiện nay đang dẫn đến tình trạng khan hiếm vaccine phòng chống bệnh này Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ hôm 9 tháng 8 công bố thay đổi cách tiêm phòng vaccine bằng cách tiêm dưới da thay vì tiêm sâu để tăng gấp 5 lần số người được tiêm chủng với cùng số lượng vaccine mà không ảnh hưởng đến tính an toàn hay hiệu quả của vaccine. Bằng cách đó, Mỹ có thể tăng số lượng liều vaccine trong kho dự trữ quốc gia từ 441.000 lên hơn 2,2 triệu liều. Cho tới nay đã có hơn 30.000 trường hợp mắc bệnh và 12 trường hợp tử vong được ghi nhận trên toàn thế giới sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu vào ngày 24 tháng 7. Việt Nam cho tới nay chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ nào và được đánh giá là khu vực có mức nguy cơ xâm nhập bệnh từ thấp đến trung bình. Công an Việt Nam được cử để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc Công an Việt Nam lần đầu tiên tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc với bốn sĩ quan vừa nhận nhiệm vụ tại buổi lễ trao quyết định có sự hiện diện của Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, hôm 12 tháng 8. Trong đó, có một trung tá sẽ làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc và ba sĩ quan còn lại thì tham gia vào các phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan thuộc châu Phi. Quân đội Việt Nam đã tham gia vào sứ mạng hòa bình của Liên Hợp Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên Công an Việt Nam tham gia. Trong số bốn sĩ quan được chọn lần này, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải là người sẽ làm chuyên gia phòng chống tội phạm của tổ chức xuyên quốc gia tại Bộ phận Cảnh sát Cục Hoạt động Hòa bình, Ban Thư ký Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái của gia kim trên thị trường tài chính. Hôm nay, một gia kim bằng 0,7823 Mỹ Kim và bằng 0,7621 đồng euro một giá kim bằng 18.250 đồng Việt Nam và một mỹ kim bằng 23.317 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 92.09 mỹ kim một thùng và giá dầu thô Brent 98.15 mỹ kim một thùng. Giá vàng hôm nay là 1.802 mỹ kim một ounce và giá bạc tương đương với 21 mỹ kim một ounce. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình sáng nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Chúng tôi rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và share. Và nếu chưa thì hãy đăng ký chương trình và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Tuấn Liên và Hoàng Ngọc xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.